Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 6 của Tiên Vo Đế Tôn, Diệp Thần đã vả thắng được Triệu Long. Sư phụ của Triệu Long là Cát Hồng đã ra tay định tấn công Diệp Thần. Diệp Thần đã được đạo giới giải vây ngăn cản Cát Hồng. Cát Hồng đã đưa cho một ít đồ vật cho Diệp Thần để Diệp Thần thả Triệu Long khỏi bị giết sau trận đánh trên võ đài. Diệp Thần đã đến phòng bảo các mua được một quả hồ lô. Chuyển sang tập 7 của Tiên Vo Đế Tôn, Diệp Thần đi vào rừng cho máu của con trai chứ không phải con gái mỗi tháng và hồ lô nhận chỗ. Để hồ lô cho ra những bí cảnh hay bí pháp nào đó thì hồ lô không cho ra một cái gì hết. Hắn phát hiện ra trưởng lão đã lùa gà khiến mình mua hồ lô. Diệp Thần cây cú quá đã cất hồ lô đi mà không để ý hồ lô có biến hóa. Hắn lấy ra phương pháp chế tạo ra ngọc linh dịch mất 10 loại cây cỏ và di chuyển bay nhảy như tinh tinh sống chuồng hái tuyết ngọc hoa lan. Có một cô gái Tô Tâm Nguyệt cũng đi đến trước mặt Diệp Thần. Cô muốn có tuyết ngọc hoa lan, Diệp Thần không đưa làm gì nhau. Vì vậy cô gái luôn luôn đúng. Tô Tâm Nguyệt phi đến dùng một chưởng đánh vào Diệp Thần. Diệp Thần đã dùng một chưởng đỡ lại hòa nhau. Cô gái rút thanh kiếm sử dụng huyền bí pháp. Cô gái rút thanh kiếm sử dụng huyền thuật bí pháp thanh phong ngân lao vào chém Diệp Thần cho vài phát. Diệp Thần vác con kiếm siêu to khổng lồ của mình ra chống đỡ. Hắn đã bị một đứa con trai Tề Hào cấp nhân nguyên đánh lén một chưởng chảy máu mồm. Tô Tâm Nguyệt và Tề Hào nghe ngóng được Diệp Thần là đệ tử thực tập của Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần không thể hiểu tên Tề Hào cấp bậc cao thế đánh lén mình. Tề Hào khá không thích Diệp Thần. Kể cả Diệp Thần đánh bại được Triều Long cũng không nên hổ báo cho mặt hắn. Tề Hào lấy cây tuyết ngọc hoa lan đưa cho em gái Tô Tâm Nguyệt sư muội. Về phần Diệp Thần có cơ hội sẽ tìm đến Tề Hào sư huynh để đánh nhau một trận. Vì sự việc ngày hôm nay, sau đó Tề Hào và Tô Tâm Nguyệt đã quay đi trở về đỉnh núi Nhân Dương. Còn về phần Diệp Thần đã đi tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe sau trận đánh. Hắn dùng lửa của mình trong cơ thể tạo ra một cái nồi bắt đầu chế tạo thuốc, trở thành một loại dung dịch ngọc linh. Diệp Thần đã uống ngọc linh dịch đột phá từ cấp 1 ngưng khí lên cấp 2 ngưng khí. Diệp Thần nghĩ cách nào có thể kiếm được nhiều tuyết ngọc hoa lan chế tạo thuốc ngọc linh dịch thì giờ phải kiếm tiền mới có thể mua. Hắn nhớ ra ở phòng vân đài đánh nhau có thể kiếm tiền cá cược. Chuyện đến hôm sau, Diệp Thần và Vệ Dương chính là đối thủ của nhau. Diệp Thần cấp 2 ngưng khí lấy ra thanh kiếm của mình cầm trên tay. Còn Vệ Dương cấp 7 ngưng khí dẫn mưa đấm Diệp Thần. Khi Vệ Dương phong mời Diệp Thần về làm đệ tử, Diệp Thần lại từ chối. Vệ Dương đã đóng băng cả sân thi đấu bằng băng hàn chân khí của mình. Cơ thể Diệp Thần bị băng xâm nhập vào cơ thể. Mọi người ở dưới đang bình luận rất rôm rả về Diệp Thần sắp bị ăn vả, sắp bật lơ. Chuyển đến chỗ Vệ Dương phi đến dùng cùi chỏ đấm vào Diệp Thần. Diệp Thần phá nát băng trên người của mình. Hắn dùng chân sút thẳng một phát vào cu Vệ Dương, khiến Vệ Dương đã phải ôm cu vì đau. Sau đó Diệp Thần đấm Vệ Dương chảy hết máu mồm. Vệ Dương đã bị Diệp Thần lấy tiền trong người, kèm theo chiếc nhẫn trên tay cũng bị Diệp Thần chấn lột làm cổ riêng. Hắn đi đến vạn bảo các mua tuyết ngọc lan nên đã bị trưởng lão hét giá cắt cổ 50 linh thạch một cành. Tổng cộng Diệp Thần có 2.900 linh thạch quy đổi hết thành tuyết ngọc lan. Kể cả các trưởng lão hỏi Diệp Thần mua số lượng lớn làm gì, Diệp Thần cũng chém gió nói phép mua về hầm gà ác làm canh uống. Vì vậy trưởng lão cho thêm Diệp Thần vào đơn hàng 10 cành tuyết ngọc lan. Tổng cộng Diệp Thần có 50 cành. Diệp Thần còn nghe được về tuyết ngọc lan mọc ở rừng chỉ là tự nhiên, còn môn phái có vườn thuốc linh thảo trồng rất nhiều. Trên núi Thiên Dương, Vệ Dương đang bơ khắp người khi bị Diệp Thần đấm. Họ đang cử người theo dõi Diệp Thần. Trở lại với Diệp Thần là đi vào một ngọn núi. Hắn đã chế tạo ra rất nhiều thuốc ngọc linh dịch. Diệp Thần đột phá lên cấp 3 ngưng khí có thể đánh nhau với người cấp chân nguyên. Hắn nhìn thấy một thứ gì đó bay qua rất nhanh. Tô Tâm Nguyệt đã xuất hiện, khiến Diệp Thần trốn vào một cái cây vẫn bị phát hiện. Tô Tâm Nguyệt gọi Diệp Thần ra. Diệp Thần cho biết mình đi hái thuốc, sợ Tô Tâm Nguyệt một lần nữa cướp thuốc của mình. Tô Tâm Nguyệt hỏi được Diệp Thần về vật bay ngang qua khu rừng ở phía đông bắc. Tô Tâm Nguyệt đã tạo ra một lớp lá chắn báo cáo cho Tề Hạo sư huynh. Còn về Diệp Thần đã trở về đỉnh núi gặp được em bé Oa Nhi. Do hắn nhìn thấy em gái Sơ Linh lần trước hiếp dâm, Diệp Thần mới chuồn nhanh như thế. Cảm ơn anh em đã xem hết video.